Bạn chị 13, bác sĩ cho em hỏi đang cho con bú ăn măng được không? Thực ra là vẫn ăn được mà. Những cái huyền thoại về cái kiểu là số loại thực phẩm này, loại thực phẩm kia tắc sữa ấy, thì nó không hoàn toàn đúng. Đa phần nó là cơ chế tâm lý. Khi bạn ăn xong, sau là bạn tự nhiên bạn nghĩ ra là cái món này không được ăn, bạn nghĩ nhiều về nó, bạn lo lắng về tình trạng mất sữa, thì tự nhiên sữa nó giảm. Nó giảm đi một chút, nhưng nó vừa giảm đi một cái bạn lại tiếp tục lo lắng. Thế nó gây mất sữa hoặc mất giảm sữa hoặc mất sữa tạm thời cho bạn khi những bạn ăn những cái thực phẩm được đồn đại là đặc biệt. Còn về cái câu chuyện về món măng này này, vì thực chất là kể cả với người bình thường của chúng ta thì cái món măng cũng không phải là món tốt cho sức khỏe, thi thoảng ăn chơi được thôi. Nên khi cho măng bầu hay bú mẹ mà chúng ta không ăn những cái thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nên là chúng ta không đưa nó vào trong thực đơn là vì như vậy. Tức là bản chất bình thường người chúng ta bình thường là ăn thôi, thì cái món măng cũng không được cho là món tốt mà. Nó có nhiều 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 chất độc hại cho cơ thể. À, nên là ví dụ như bạn thèm quá, bạn ăn một hai miếng thì nó không sao, nhưng bạn thấy là ăn nhiều và tiếp cận liên tục cái nhóm đồ ăn này thì nó sẽ không tốt thôi. Thực ra cái ăn uống ở trong lúc chửa ấy nó quan trọng hơn cả trong lúc đẻ rồi. Thế chúng ta hay ngược lại, lúc chửa ăn đủ thứ trên đời, cứ cái gì thích ăn là ăn, không biết là có tốt hay không tốt cho con mà cứ thèm là ăn, hoặc là không có sự cân đối giữa các nhóm ăn, có thể ăn rất nhiều món này hoặc ăn rất nhiều món kia. Nhiều mẹ còn ăn cố đi để đến lúc đẻ rồi kia. Nhưng rõ ràng trong cái lúc mình chửa ấy, cái lúc con ở trong bụng mình mới là cái lúc mà nó chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chế độ dinh dưỡng của mẹ. Đáng lẽ ra là lúc đấy mới là lúc chúng ta cần phải quan trọng cái cách ăn uống của mình. Còn lúc đẻ xong rồi thì nó lại sang sữa một phần rất ít, nó lại không ảnh hưởng nhiều. Lúc này cái ăn là chính cho sức khỏe của người mẹ chứ không phải là cho em bé bú quá nhiều. Về mẹ ăn ít hay ăn nhiều thì các cái nguyên tố đa lượng ở trong sữa nó vẫn không khác nhau. Nó không khác nhau. Nó khác nhau về một chút ít về liên quan đến số những cái vi chất thôi. Và do cái chế độ mẹ ăn có đa dạng, có phù hợp hay không. Nên tóm lại là cái việc ăn uống trong lúc mang thai rất quan trọng. Còn ra khi đẻ rồi thì các bạn là chúng ta chỉ không ăn những cái món mà bản thân bình thường của nó đã gây hại cho sức khỏe rồi. Còn lại thì còn nên có kế hoạch ăn uống đa dạng. Bạn Nguyễn Trinh, em chào bác sĩ, bé thì em 4 tháng 7 ngày, nặng 7 cân 1, sinh 3 cân 9, như vậy có chậm tăng cân không? 3 cân 9 nhân 7 cân 1 tức là tăng được 3 cân 2, 4 nhân 8 32. Không, tăng cân bình thường ạ. Bé cao 62 cm có ổn không? 62 cm. 62 cm mà 4 tháng 33 là 9. Được ạ, 62 cm ở 4 tháng thì ok ạ. Nhưng nha, bạn xem lại giúp mình cái này. Mày ở cái cân nặng 3,9 cân, một cái cân nặng sơ sinh rất tốt, thì thông thường là với cân nặng sơ sinh này thì em bé nó có khả năng tăng cân lên tốt hơn nữa cơ. Bạn kiểm soát lại xem cái chế độ ăn, cái cách cho em bé bú với cái lượng sữa của em bé xem nó như thế nào. Xem chúng ta có gặp phải một cái nguyên nhân như là thiếu về lượng sữa hay là cách cho bú không đúng không. Tức là 7 cân 1 và 62 cm là ok rồi. Nhưng thông thường với cái mức cân nặng khi sinh này thì nó có cái tiềm năng nó tăng được nhiều hơn ấy. Kiểu nó có tiềm năng tăng được nhiều hơn cái mức này. Bạn Nguyễn Thị Diệu Linh, bác sĩ cho em hỏi, con em 7 tháng 5 ngày, lúc sinh là 3 cân 3, bây giờ bé được 6 cân 8, 64,5 cm có ổn không? Hơi nhẹ cân ạ. Ví dụ 3 cân 3 này, lúc 5 tháng nó phải được 6 cân 6, 6 tháng, 7 tháng nó phải được 8 cân, ít nhất là bây giờ nó phải được khoảng tầm 7 cân 4, 7 cân rưỡi thì nó mới là ok. Còn như thế này là sẽ bị thiếu, nó thiếu. Đó. Bác sĩ giải thích cho em cái bảng đấy á, bé dưới mức trung bình có đáng lo không? Có, dưới mức trung bình vậy đó các bạn, chúng ta phải đo cái nó có một khoảng cái đường màu, các bạn thấy là cái đường màu thường mình nhớ xem đường màu xanh này, cái đường màu xanh ở giữa là đường trung bình, sau đó có hai đường giới hạn trên và hạn giới hạn dưới nó màu đỏ. Cái mà đi của chúng ta được tốt nhất là về cái biểu đồ của em bé nó phải có cái hình dạng đi lên đi lên đi lên dần dần, và nó có thể đi chậm hay đi nhanh thì tùy từng em bé, nhưng mà nó không bị đuối dần nó đi xuống cái chiều biểu đồ phát triển về 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 tăng tăng trưởng và phát triển của em bé. Và bạn có thể áp từ cái bảng ra, ví dụ tiêu chuẩn thông thường ở lúc sinh thường thì em bé từ 3 đến 3 cân 3 là bình thường. Thì bây giờ lúc 7 tháng 5 ngày các bạn áp vào cái bảng em tiêu chuẩn của em bé lúc 7 tháng là phải là bao nhiêu, thì bạn sẽ biết là con mình ở trong cái khoảng nào, khoảng thiếu, khoảng chính xác ở cái khoảng trung bình.
hay ở giữa cái khoảng trung bình và suy dinh dưỡng. Có nhiều em bé ở giữa cái khoảng, như mấy bạn ở giữa cái khoảng trung bình và suy dinh dưỡng thì là có nhẹ cân, có nguy cơ thiếu cân, thì phải kiểm soát lại ăn uống, các cái chế độ chăm sóc của em bé. Có đáng lo chứ, nhưng em bé mà dưới cái mức trung bình là chúng ta phải lập tức chúng ta phải rà soát hết lại xem cái cách chúng ta cho ăn uống mọi thứ đã ổn chưa, có sai ở chỗ nào không để cải thiện cho con. Bạn Thu Phương, bác sĩ cho em hỏi, bé em 3 tháng 21 ngày bé chỉ bú khi ngủ, vậy thì vừa ngủ vừa bú có ảnh hưởng gì không ạ? Và em nghe nói vừa ngủ vừa bú bé chậm lên ký có phải không? Bây giờ em phải làm sao để bé chịu bú khi thức? Vừa bú vừa ngủ chậm lên ký thì không đúng, nó lên thì nó vẫn lên thôi, mà vừa bú vừa ngủ nó có những nguy cơ như là cái lượng ăn nó ít đi, thứ hai là nó hay bị sặc hoặc nó để lại cái ngụm sữa ở trong trong miệng, nó không tạo thành cái thói quen ăn uống tốt, và đến cái lúc ăn dặm ấy nó hay từ chối. Trong một cái khoảng thời gian ngắn khoảng 2 đến 3 tuần ở giai đoạn bình an sinh lý đầu tiên này của em bé thì có thể diễn ra cái tình trạng của ăn vừa ngủ này. Nhưng khi em bé sau 3 tuần mà nó không tự về như cũ rồi, bạn phải luyện lại. Bạn phải luyện lại cứ 3 tiếng bạn cho em bé bú một lần ngoài giờ đấy, thì em bé không được bú thì tự khắc nó sẽ phải theo dần mình thôi ạ. Bạn em gấm, bé nhà em 4 tháng ngủ toàn nghiêng trái có ảnh hưởng đến đường hô hấp của bé không? Nó không ảnh hưởng đâu, nhưng bạn cố gắng cho nó nghiêng đều hai bên, bởi vì là các cái cơ thể đang phát triển, các cái phóc mặt gương mặt này em bé mà nó cứ nghiêng một bên rồi là bạn nhìn thấy có thể má một bên nó hóp hơn so với bên kia đấy. Hay là 4 tháng thì trẻ con nó bắt đầu nghiêng phải nghiêng trái hay nằm đặt xuống thế này thế kia, nó ngủ nghiêng thì không vấn đề gì với em bé từ 4 tháng tuổi, nhưng phải tập để cho nó nghiêng đều cả hai bên chứ không được chỉ thuận một bên thôi, nó sẽ lệch người đi lại, có nguy cơ là vẹo các hệ thống cơ xương ở trên người đi. Bạn anh thi thông tắc tuyến lệ có đau không? Có đau ạ, thông tắc tuyến lệ đau ạ. Và đấy là biện pháp cuối cùng làm, người đấy không phải là biện pháp ưu tiên. Ví dụ như cái tuyến lệ này, người ta day, người ta chờ cho đến khi nó tự thông được bình thường. Khi nào nó quá nhiều đợt viêm mà nó không không tự thông được, nó làm em bé khó chịu thì người ta mới tiến hành thông tắc tuyến lệ. Thông tắc tuyến lệ thì một là đau và thứ hai là nó hay bị tái phát lại, phải thông nhiều lần. Bạn Nguyễn Hoa, bác sĩ cho em hỏi, con em nay 6 tháng, từ lúc 2 tháng đến nay 3 đến 5 ngày bé mới ị một lần, đi phân mềm không táo, vậy bé em có cần đi khám không? Cảm ơn. Không cần đâu, nó có một cái giai đoạn em bé như thế này, có những em bé cho đến tận lúc ăn dặm nó mới khác đi, phân nó đi ra nó cứ mềm là được, không sao ạ. Cái giai đoạn chúng ta gọi là táo bón chức năng do tăng thể tích ruột, thông thường thì các em bé chỉ kéo dài khoảng 1 tháng, ở cái lúc khoảng 3 đến 4 tháng tuổi nó đang đi tiêu nhiều lần trong ngày, đột ngột nó chuyển sang nhiều ngày mới đi. À, nó kéo dài 3 đến 4 tuần vậy, xong nó lại quay trở lại đi tiêu nhiều lần trong ngày. Nhưng có nhiều em bé thì đến khoảng 3 đến 4, 3 đến 4 tháng nó mới xuất hiện cái tình trạng nhiều ngày mới đi tiêu một lần, xong nó kéo dài tận đến lúc ăn dặm, thói quen đi tiêu nó mới khác đi, thì cũng không có vấn đề gì cả. Nếu mà mọi ăn hoạt động ăn uống sinh hoạt của em bé bình thường, đi tiêu ra phân vẫn mềm là được rồi. Bạn anh thi bé mấy tháng ăn yến chưng được ạ? Trung bình thì là 18 tháng, sớm hơn thì có thể là 1 tuổi các bạn mới bắt đầu, và chúng ta không nên cho em bé ăn món này quá sớm. Bạn thi nhân, bác sĩ ơi, con em 4 tháng sau cứ bọt hoài, cứ xin xoẹt hoài, uống thuốc gì hả bác? Bú sữa mẹ hoàn toàn, vui chơi bình thường, chả phải làm gì cả, bởi vì tính chất chung của một em bé bú sữa mẹ hoàn toàn là phân lỏng nước, hoa cà, hoa cải, có bọt hay có nhầy, xì xoẹt nhiều lần trong ngày, màu vàng đôi khi hơi xanh, và tính chất của nó là mùi chua nữa. Đấy là cái tính chất chung của bố mẹ làm cho các bạn lúc nào cũng lo lắng như bị tiêu chảy. Nhưng các bạn thấy nó đi đều nhau qua các ngày, em bé ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt vẫn bình thường, tăng cân vẫn bình thường, không phải giải quyết gì, không phải uống thuốc gì hết, nó là sinh lý bình thường của con ạ.